Kính chào mọi người. Sau 3 tháng không gặp gỡ, hôm nay mà mình gặp lại, Hot Boy đã trở thành ông già 70 tuổi. Già như chiếc cà vậy. Xin đi chào cả nhà nha. Hôm nay birthday của Cindy, một ngày đặc biệt mà Hot Boy muốn Cindy đi ăn, nhưng mà Cindy sau khi ở Việt Nam về cảm thấy bự quá cả nhà, cho nên Cindy phải đẹp. Nhưng mà Hot Boy nói đi coi trà cà phê Phúc Long nó qua tới Mỹ như thế nào, thì thật ra nó qua 3 tháng phải không? Phúc Long nó dưới Nam Cali nó mới lên đây nè, mới lên được tháng. Phúc Long ở Nam Cali thì lâu rồi mọi người, nhưng mà nó mới lên trên Bắc Cali một tháng. Phúc Long trên Bắc Cali ngon hơn dưới Nam Cali. Theo cái sự mà trải nghiệm của Hot Boy thì Phúc Long qua Bắc Cali ngon hơn Phúc Long ở Nam Cali, cho nên là hôm nay Hot Boy muốn đưa mom đi enjoy thử như thế nào. Sorry, thì Phúc Long Bắc Cali nó nằm ở trong cái khu Little Sài Gòn mọi người. Thì nghe đồn rằng không phải chỉ có trà không mà còn có bán thức ăn vặt nữa đúng không? Thì bây giờ mà cả nhà đi theo Có xin bánh này, mì quy, có bánh mì que này, có gì nữa, có đồ tráng miệng. có đồ tráng miệng rồi. Nói chung là Hot Boy đã hưởng thụ ở đó rồi nên là Hot Boy rành nó giờ đưa mẹ tới cả nhà cùng với xin đi tới đó nha. Ở đây đang là đường Center với lại đường Center với lại story thủ st phủ của Việt Nam. story thủ phủ Việt Nam. Bạn làm gì mà bạn nói chỉ thủ phủ Việt Nam, bạn nhấn mạnh nhấn Ở mạnh. đây mấy người Ồ, cái này cuối cùng là nó xây appointment apartment. lúc trước là Lúc trước nó là cái khu đất trống mấy người homeless bây giờ cứ họ ở nhiều, bây giờ tới nó đuổi sạch hết rồi. no Giờ bắt về đầu thì trên người ta đây nè, trên đây là từ đó chạy lên nè, lấy để cho bạn coi nè. cái này là ở dưới suối thì không nói rồi, nhưng mà lúc trước là ở trên này luôn, bây giờ là đuổi chạy xuống suối rồi. Vậy là ở đó cũng xây apartment cho luôn không rồi. Nói chung là cả nhà biết sao không, Cali là dân nhập cư tới nhiều lắm, nên bây giờ Đó nó lên cái kiểu kìa, cái kiểu mà nhà ở thiếu thốn. Bây giờ có những cái plaza mà người ta làm ăn xuống không, kinh doanh không có lợi là chủ đất họ bán cho nhà nước luôn, đặng mà xây apartment hết giải quyết vấn đề nhà ở. Nên khi mà mình đi vòng vòng những cái chỗ mà trung tâm người Việt Nam này nọ, mình thấy họ build lên nhiều cái nhà đó, là không có gì lạ hết. Hôm nay ngoài trời nắng lắm nha mọi người, đang là tám mấy hả con? 90. À, Bữa nay là lên tới 90. 93, 95. Sao bữa nay mà nắng dữ vậy? Mùa hè rồi. Bạn như này thằng nào cứng hơn, cái xe bạn không có cứng hơn đâu, đừng thử nha. Thằng nó có cái nó bị lủng lỗ nhìn là biết nha. Lâu quá bữa nay mới đi ra đường lại cả nhà, đi Việt Nam lâu quá. Hy vọng mình đi với bạn mình không lẫn hai cây đinh. Đã biết sao mới vừa mới đi về lái xe đi vòng là xe của xin thì ăn hai cái đinh luôn, chắc chạy sát lề quá. Phải giờ thả không biết còn không, hồi không gỡ thôi, hình như bỏ rồi. Còn chứ. Còn đâu mà còn, con giờ đóng cửa rồi mấy người à, mấy người không lẽ tận trước cửa. Tiền sau hai đó nó đổ xuống xe Không, nhưng mà thường là ở bên Mỹ này đâu có xin được vô nhà ai đi đất rung đâu cả nhà, không xin đi nhờ vệ sinh ai được. Muốn xây dựng công trình hay gì gì là người ta chở mấy cái cầu tiêu di động nữa đó, vô đặt cái chỗ đó để cho công nhân người ta đi, có đèn chớp tắt giống như xe cảnh sát. mi
biết là phải mang scam nữa mất công. Ừ, đúng. Tốt nhất là nho này. Đúng. Đúng không? Đúng. Tại vì có chuyện gì nói chuyện với Dung. Ồ, ở đây nó mới mở cái relax shampoo nè, gội đầu dưỡng sinh nè. Bắt đầu là cái dịch vụ này qua tới đây rồi. Thư giãn facial. Đây, Phúc Long. Đúng rồi. Phúc Long anh đời. Phúc Long này hồi xưa lấy lại của tiệm nào ta? Hình như là tiệm tiệm cơm hay tiệm gì lúc trước nè, ngay cái corner này. Coffee tea mọi người thấy không, cái chữ màu xanh, cái logo đặc trưng của nó. Phúc Long. Phúc Long. Bây giờ ở đây là tập trung toàn là cà phê nổi tiếng ha, cà phê Trạm tùm lum ở đây. Nói chung là bây giờ cũng có nhiều tiệm dẫn ra, nhiều tiệm dẫn vô. Phúc Long cà phê. Nắng quá mọi người. Vài bữa nữa Trung Nguyên vô đây nè. Đó. Bây giờ cái khu này là Việt Nam qua đầu tư rất là nhiều mọi người. Dễ thương. Tiền cao đích thử quá ngộn vô. Đây, cửa đi. Mời vô, mời vô. This one. Này bánh lăng ha con. Bánh nguyệt. Nay uống gì? Nay uống cái về. Nhìn nó không có rần rần như hồi dưới Nam Cali mở ha. Cũng mới ra nó rần rần. Nó mở. Mình không thích rần rần. Phúc Long. Mấy vợ mình thích Phúc Long. Trời ơi cái bình Lucky Tree đẹp quá. Trời nắng thì tha hồ mấy cái quán trà, quán nước hút bạc. Đây có xe đạp vậy đó. Máy lạnh cũng tương đối ok.
điểm trừ. Điểm trừ là quán phục vụ tệ quá. Dặm ơi là dặm, có hai nhân viên à. Bánh mì que ngắn hơn nữa Việt Nam. Bánh mì que ngon. Toàn người quen đúng không? Ngon. Có ba là hết nhau đúng không? Vậy thôi con. Nó giống không? Giòn. Ngon hơn mì. Giòn ngoài mềm trong. Thịt nướng Việt Nam vậy. Ừ. Cũng được, đậm đà. Nó đều phục vụ. Phục vụ tại quá. Ba loại là trời bông. Hơi mặn. Nói chung ăn liền ok. Giải hòa cái ngắt. Đúng là trà đậm hơn với 5 cali. Sài Gòn á, cái cà phê nó làm đẹp lắm. Nó có cream ở trên nữa. Này có. À, người ta là trà hạt sen. Còn nó là nó trà sen. Nó không có cái hạt sen giống như ở Sài Gòn. Sen chỉ là phụ. Nói chung cho ai cho biết thôi. Dĩ nhiên là không bằng ở Sài Gòn rồi. Đây các bạn bịt nói vui hơn nè. Mấy ghế xếp nhỏ nhỏ vậy đâu. Ở đây là bước chọn đi vui. Nói chung là cũng được cả nhà. À, tại vì cái gu của Cindy là Highland Cafe chứ không phải là trà Phúc Long. Nói về trà thì Phúc Long là number one rồi. So sánh giữa cái trà Phúc Long ở Nam Cali, Cindy từng uống vậy đó. Trà ở đây thì ở đây đậm đà hơn, ngon hơn. Nhưng mà nếu nói mà để mà đam mê mà tới hoài thì chắc không. Cindy vẫn thích trà cà phê hơn. Thôi bây giờ Cindy đi nha. Bye bye cả nhà và gặp lại cả nhà trong những cái video kỳ sau.